Xin chào mừng tất cả các em đã đến với giờ học trực tuyến môn âm nhạc lớp 2 ngày hôm nay. Cô xin chúc các em sẽ có một giờ học thật vui và hiệu quả. Hãy đồng hành cùng với cô các em nhé. Để không khí của buổi học thêm phần sôi nổi, thì trước khi đi vào tìm hiểu nội dung bài hôm nay, cô mời tất cả các em hãy cùng đứng lên khởi động với cô nhé. Các em hãy trình bày bài hát Ngày Mùa Vui kết hợp vận động. Chúng ta bắt đầu nào. Được gặp bạn bè, thầy cô. Thầy cô là người nâng bước chân ta đi, dạy bảo cho ta những điều hay lẽ phải, những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Các em hãy kể tên các bài hát nói về thầy cô mà các em biết cho cô nghe nào. À, cô có thể kể ra một số bài hát như Bụi Phấn, Khi Thầy Viết Bảng, Cô Giáo Em, vân vân. Và hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em một bài hát nói về thầy cô rất hay của nhạc sĩ Phạm Trọng Câu. Chúng ta cùng bước vào chủ đề 2, biết ơn thầy cô giáo, cùng tìm hiểu tiết số 5 với nội dung thứ nhất, hát Em Thương Thầy Mến Cô, nội dung thứ hai, vận dụng sáng tạo, vận động theo tiếng trống. Cô trò chúng ta cùng bước vào nội dung thứ nhất của bài học ngày hôm nay, hát Em Thương Thầy Mến Cô, nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Trọng Câu. Chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về tác giả tác phẩm. Đây là hình ảnh nhạc sĩ Phạm Trọng Câu. Nhạc sĩ Phạm Trọng Câu sinh ngày 25 tháng 12 năm 1935 tại Phnom Penh, Campuchia, nguyên quán của ông ở Hà Nội, và cũng có một số tài liệu ghi là Nghệ An. Bài hát Em Thương Thầy Mến Cô với giai điệu vui tươi thể hiện tình cảm của các bạn học sinh với thầy cô giáo. Và bây giờ, cô mời các em cùng lắng nghe cô hát bài hát mẫu. Được chia làm 6 câu hát. Và bây giờ,
Cô mời các em cùng lắng nghe cô đọc lời ca theo tiết tấu nhé. Sao em thương thầy và mến cô, hằng chăm lo, hằng gắng sức, quyết chí đem chọn niềm hăng say. Vì hôm nay, vì mai đây, nên em luôn luôn gắng công học hành. Vì quê hương, vì đất nước, nên em luôn luôn khắc ghi trong lòng một tình yêu non sông. Sao em thương thầy và mến cô, hằng chăm lo, hằng gắng sức, quyết chí đem chọn niềm hăng say. Vì hôm nay, vì mai đây. Như các em thấy, câu 5 và câu 6 giống với câu 1 và câu 2. Và bây giờ, cô trò chúng ta sẽ học hát từng câu nhé. Các em lưu ý, mỗi câu hát, cô sẽ hát mẫu một lần. Lần thứ 2, cô mời các em nghe nhạc. Và lần thứ 3, các em hãy thể hiện lại câu nhạc ấy cùng với cô. Chúng ta bắt đầu với câu hát thứ nhất. Cô mời các em lắng nghe giai điệu mẫu. Sao em thương thầy và mến cô, hằng chăm lo, hằng gắng sức. Cô mời các em nghe nhạc. Hãy hát lại câu này các em nhé. 2, 1. Sao em thương thầy và mến cô, hằng chăm lo, hằng gắng sức. Mình cùng tìm hiểu câu hát số 2. Quyết chí đem chọn niềm hăng say. Vì hôm nay, vì cô mời các em nghe nhạc nào. Hãy thể hiện lại câu này cùng với cô. 2, 1. Quyết chí đem chọn niềm hăng say. Vì hôm nay, vì mai đây. Chúng ta sẽ cùng nối câu 1 và câu 2 lại các em nhé. 2, 1. Sao em thương thầy và mến cô, hằng chăm lo, hằng gắng sức, quyết chí đem chọn niềm hăng say. Vì hôm nay, vì mai đây. Cô mời các em hãy tự thể hiện lại hai câu này. Mình cùng tiếp tục với câu hát số 3. Hãy thể hiện lại câu này nào. 2, 1. Nên em luôn luôn gắng công học hành. Vì quê hương, vì đất nước. Rất tốt. Mình cùng tiếp tục với câu hát số 4. Nên em luôn luôn khắc ghi trong lòng một tình yêu non sông. Các em lưu ý, từ sông khi hát các em sẽ ngân dài cho cô nhé. Mời các em lắng nghe nào. Cô mời các em thể hiện lại câu này. 2, 1. Nên em
Các em hãy cùng với cô nối câu 3 và câu 4 lại nhé. 2, 1. Nên em luôn luôn gắng công học hành, vì quê hương, vì đất nước. Nên em luôn luôn khắc ghi trong lòng một tình yêu non sông. Cô mời các em tự thể hiện lại hai câu này. 2, 1. Chúng ta cùng tiếp tục với câu hát số 5. Và câu 5 giống với câu 1 đấy các em ạ. Chúng ta thể hiện nhé. 2, 1. Sao em thương thầy và mến cô, hằng chăm lo, hằng gắng sức. Cô mời các em thể hiện lại. 2, 1. Cô trò chúng ta cùng đến với câu hát số 6. Và câu 6 giống với câu 2 của bài các em ạ. Chúng ta cùng thể hiện nhé. 2, 1. Quyết chí đem chọn niềm hăng say, vì hôm nay, vì mai đây. Cô mời các em tự thể hiện lại câu này. 2, 1. Các em sẽ cùng với cô nối câu 5 và câu 6 lại nhé. 2, 1. Sao em thương thầy và mến cô, hằng chăm lo, hằng gắng sức. Quyết chí đem chọn niềm hăng say, vì hôm nay, vì mai đây. Cô mời các em tự thể hiện lại một lần nữa nào. 2, 1. Các em thân mến, vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau học xong từng câu hát. Bây giờ cô mời các em hãy cùng với cô nối toàn bài. Cô sẽ thực hiện với các em lần đầu và lần thứ hai, cô sẽ mời chúng ta tự mình thể hiện. Đồng ý không nào? Chúng ta bắt đầu nhé. Bây giờ cô mời các em hãy tự mình thể hiện nào.
Để thể hiện tốt một bài hát thì ngoài hát đúng cao độ, trường độ ra, chúng ta còn cần phải hát đúng tiết tấu, nhịp, phách cũng như tính chất của bài hát ấy. Vậy thì bây giờ, cô mời các em hãy cùng với cô hát kết hợp với vỗ đệm theo tiết tấu. Điều này sẽ giúp các em giữ vững nhịp phách và hát bài hát tốt hơn. Cô sẽ làm mẫu với câu hát đầu tiên. Cô mời các em quan sát và lắng nghe cô làm mẫu nhé. Sao em thương thầy và mến cô, thằng chăm lo, thằng gắng sức. Cô mời các em thực hiện cùng với cô nào. 2, 1. Sao em thương thầy và mến cô, thằng chăm lo, thằng gắng sức. Cô tin chắc chúng ta ai cũng đã làm rất tốt rồi. Vậy thì bây giờ cô mời các em cùng kết hợp làm với nhạc không lời nhé. Cho chúng ta cùng chuyển sang nội dung thứ hai của bài học ngày hôm nay. Vận dụng sáng tạo, vận động theo tiếng trống. Cô mời các em quan sát mẫu tiết tấu dưới đây và cô sẽ dùng trống để thể hiện. Tiếng tùng là khi mình gõ vào mặt trống và tiếng cách là khi mình gõ vào tang trống đấy các em ạ. Bài tập đầu tiên, chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ. Tiếng trống gõ mạnh là chúng ta dậm chân mạnh. Tiếng trống gõ nhanh, chúng ta bước nhanh. Tiếng trống gõ chậm là chúng ta bước chậm. Cô mời các em lắng nghe nhé. Cùng nghe thêm một lần nữa nào. Và bây giờ cô mời các em hãy lắng nghe và tự mình thể hiện nhé. Thật là thú vị đúng không các em? Chúng ta cùng bước vào phần thứ hai. Mẫu tiết tấu thứ hai mình thể hiện đó là bằng tiếng kêu của tang trống. Các em hãy vẫy tay lên cao. Các em thể hiện nào. 2, 1. Và phần bài tập thứ ba, đó là mình kết hợp giữa gõ vào mặt trống và gõ vào tang trống. Ở lớp, chúng ta sẽ thực hiện vỗ từng cặp vào tay với nhau giữa những người bạn. Ở nhà, các em có thể thực hiện điều này với ba mẹ, anh chị của mình nhé. Cô tin chắc là chúng ta ai cũng thực hiện rất tốt rồi. Vậy thì bây giờ cô mời các em hãy vận dụng tiếng trống ấy vào với bài Em thương thầy mến cô nhé. Ở đây, tiếng tùng các em sẽ gõ vào những chữ X màu xanh và tiếng cách các em sẽ gõ vào những chữ X mà cô đánh dấu dưới ca từ bằng màu vàng kia nhé. Các em hãy quan sát và lắng nghe cô làm mẫu trước. Sao em thương thầy và mến cô, hàng trăm lo, hàng gắng sức. Các em hãy tập làm với cô nào. 2, 1. Sao em thương thầy và mến cô,
chăm lo, hằng gắng sức. Và bây giờ cô mời các em hãy tự mình thể hiện theo nhạc không lời nhé. Cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay, cô trò chúng ta đã bước vào chủ đề 2, biết ơn thầy cô giáo, cùng tìm hiểu tiết số 5 với nội dung thứ nhất, hát em thương thầy mến cô. Nội dung thứ hai, vận dụng sáng tạo, vận động theo tiếng trống. Ở nhà, các em hãy giữ gìn sức khỏe, vâng lời ông bà, cha mẹ, tập luyện thường xuyên để thuộc bài hát, cũng như biết cách vận dụng tiếng trống vào với bài. Cô chúc các em sẽ luôn là những người con chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em ở những giờ âm nhạc lần sau nhé.